cây nó sinh trưởng phát triển mạnh, kháng được bệnh phấn trắng, như một phần nữa là cây cho trái đồng đều, chất lượng trái to và chất lượng ruột là ăn nó ngon, giòn và tới độ ngọt cao. Thưa quý vị và bà con, phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với mục Nhịp cầu khuyến nông. Xin kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Thưa quý vị, nông nghiệp công nghệ cao được xem là chìa khóa để nền nông nghiệp Việt Nam hạn chế rủi ro, bứt phá và phát triển một cách bền vững. Có thể kể ra đây hai lợi ích của nền nông nghiệp công nghệ cao mà chúng ta có thể thấy, đó là tạo ra chất lượng hàng hóa đồng đều và tạo ra những giá trị lớn trên một diện tích đất nhỏ. Và cây dưa lưới, cây được mệnh danh là đặc trưng của nền nông nghiệp công nghệ cao, sẽ là mô hình của kỳ này. Mời quý vị và bà con chúng ta cùng đến vùng đất huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh tìm hiểu. Dưa lưới được trồng trong nhà màng, một mô hình mới ở Trà Vinh nói chung và huyện Châu Thành nói riêng. Ông Diệp Hình Khôn ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh là người tiên phong thử nghiệm loại cây trồng này trong nhà màng. Bắt đầu trồng thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng với diện tích 1.000 m2 từ năm 2018. Đến nay, diện tích trồng của ông đã tăng lên gấp đôi. Mỗi năm, gia đình ông Khôn canh tác 4 vụ với giá bán ổn định 60.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, ông có lợi nhuận khoảng 80 đến 90 triệu đồng một vụ. Hàng của tôi lúc nào cũng cháy hàng. Là lý do làm sao? Độ đường của trái dưa là nó nằm tầm khoảng 14-15 độ. Là rất ngọt, rất ngọt. Cái trái dưa của siêu thị là tôi đo thử là chừng 10-11 à. Thành ra những người mà ăn cái trái dưa của tôi rồi là họ không có bỏ tôi được. Thử độ đường trước khi thu hoạch là điều cần thiết đối với ông Khôn. Bởi nếu trong trường hợp chưa đạt độ đường như mong muốn, ông chưa thu hoạch vội mà bổ sung dinh dưỡng, đến khi đạt 14 độ đường mới cắt bán. Tuy mất thêm thời gian và chi phí đầu tư, nhưng đây là yếu tố quyết định chất lượng trái dưa lưới. Theo ông Khôn, bí quyết ngoài khâu kỹ thuật, thứ hai là dinh dưỡng, thứ ba quan trọng nhất chính là vì dưa không có thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh. Điều này tạo sự yên tâm cho khách hàng, và đó cũng là uy tín của ông. Đặc biệt của tôi ở đây là tôi rất là sợ cái thuốc bảo vệ thực vật. Là tôi chỉ đặt câu hỏi với kỹ sư Long An thôi. Có cách nào thử được thuốc bảo vệ thực giả, bảo vệ thực vật giả không? Là câu hỏi của tôi là kỹ sư cho là hay nhất tặng phẩm cho tôi. Là từ do đó là tôi có cái bài học kinh nghiệm về dư thuốc bảo vệ thực vật. Và bởi vì dư là mình giết mình. Chi phí đầu tư mỗi nhà màng của ông Khôn là từ 250 đến 350 triệu đồng. Có ưu điểm che nắng mưa, ngăn côn trùng xâm nhập. Ông Khôn áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, nuôi ong để thụ phấn hoa. Bên cạnh đó, việc chọn giống cũng là một yếu tố để giúp những vụ dưa đạt hiệu quả cao. Cái giống Việt Nam là cái giống mình đã về đây đã thuần lại nha, phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam là nắng nóng từ 35 đến 45 độ C, nó dao động trong biên độ nhiệt đó là nó vẫn phát triển được. Như giờ trong nhà lưới bây giờ là có thể là 40-42 độ C, cây nó sinh trưởng phát triển mạnh, kháng được bệnh phấn trắng. Tại vì cái dưa lưới là nó thường bị bệnh phấn trắng nhiều, nên mình trồng cái để đỡ phun các thuốc hóa học. Như một phần nữa là cây cho trái đồng đều, chất lượng trái to và chất lượng ruột là ăn nó ngon, giòn và tới độ ngọt cao. Thấy được ưu điểm của loại cây trồng mới và cách làm có hiệu quả của ông Khôn, dưa lưới trong nhà màng lại phù hợp với điều kiện đất dòng cát ở Trà Vinh. Mô hình bắt đầu nhân rộng ở xã Lương Hòa A từ một năm nay. Nhằm cùng hỗ trợ nhau trong việc trồng dưa lưới có hiệu quả, tổ hợp tác trồng dưa công nghệ cao ở xã Lương Hòa A được thành lập với 17 thành viên do ông Khôn làm tổ trưởng, tổng diện tích 1,2 hectare. Chú Khôn cũng đã hình thành và hỗ trợ cho các thành viên trong cái tổ để phát triển thêm các cái nhà lưới khác để cho các thành viên trong tổ để còn phát triển. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phân phối độc quyền một số loại thuốc hiệu quả dành cho cây trồng
cũng như cho dưa bầu bí, quý bà con có thể tham khảo ở link shop L hoặc liên hệ với số điện thoại trên màn hình.